mấy khi anh đến chơi nhà, xót lời hát xuống trên trà vội nhau, xót lời hát xuống trên trà vội nhau, để anh xây một tiếng trầu rằng vẫn đi qua cầu gió. Thương
họp mặt là đôi xanh đôi. Cho phép các nghệ sĩ xin được gửi tới quý vị qua bài hát Mời rượu của người con họ. Nâng chén thì tay rượu rằng rượu nồng, nâng chén thì tay ai này mẹ nồng là thì xóm mẹ càng uống, xóm thì là thì xóm mẹ càng say, duyên tình có uống vào tay để đáp lại tình cảm của bác Tài Tuệ dành cho quý vị thì xin mời ca sĩ Huyền Linh sẽ dành tặng và thay cho lời bác Tuệ với bài hát Xa Khơi. Trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng thức và đón nghe bài hát này ạ. Dạ cho em được nói vài câu được không ạ? Dạ vâng, cháu Huyền Linh xin được chào tất cả cô chú anh chị có mặt trong bữa tiệc gia đình ở Đầm Ấm hôm nay. Và cháu Huyền Linh rất là may mắn mà được gặp mình người nhạc sĩ yêu mến từ khi cháu còn rất nhỏ, bởi biết và Huyền Linh biết đến nhiều bài hát của bác, đặc biệt là bài hát Xa Khơi. Mặc dù bài hát này thì Huyền Linh mới tập từ hôm qua, cháu chưa hát tốt lắm thì mong là nhạc sĩ ngồi dưới sẽ ủng hộ tinh thần và tất cả quý vị anh chị có thể tặng cho Huyền Linh một tràng pháo tay để Huyền Linh có thể hát hay hơn được không ạ? Dạ vâng ạ, xin mời
gia đình nhà mình cùng thưởng thức bài hát Xa Khơi sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Tôi cảm ơn bà Điến Linh đã hát cho cái bài hát của tôi hay cực kỳ. Và trước đấy tôi phải nói rằng này, tôi xin cảm ơn hai anh chị Peter Ford. Là ai? Là một nhà văn viết rất cực, viết rất hay, là một nhà kinh doanh tài năng, đã cô tổ chức một cái buổi này cho chúng ta là những người thích ăn chơi đến đây gặp mặt. Thì tôi xin chúc mừng các bạn, các anh, các chị và chúng ta gặp mặt hôm nay. Xin cảm ơn tất cả, và nhất là cảm ơn anh vợ chồng, anh Peter Ford. Cảm ơn chị Linh đã hát cái bài hát của tôi. Vâng ạ, cũng thay mặt cho bác Tài Tuệ cùng phu nhân cũng đã có mặt trong ngày vui hôm nay, và cùng cảm ơn ca sĩ Huyền Linh đã thể hiện ca khúc Xa Khơi của bác Tài Tuệ. Và quý vị cùng dành một tràng tay thật lớn nữa ạ. Vâng ạ, xin được chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị khách quý kính mến, và thay mặt cho người con Bắc Ninh và người chủ nhà, chủ bữa tiệc hôm nay, xin được mời nghệ sĩ Thúy Hoàn sẽ cùng quay trở lại chương trình và cùng dành tặng cho gia đình cũng như cả nhà chúng ta bài hát mà chị yêu thích nhất. Xin được trân trọng và kính mời nghệ sĩ Thúy Hoàn sẽ cùng quay trở lại sân khấu ạ. Lời đầu tiên thì cho phép Thúy Hoàn xin được gửi tới phu nhân và bác Tài Tuệ và tất cả các anh, các chị, các vị khách quý có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay, đã bớt chút thời gian vàng ngọc và rất là đường xá xa xôi, nhưng mà vẫn về nơi một vùng quê mà tâm linh thờ Phật của vợ chồng Thúy Hoàn để dự một bữa cơm trưa, và cũng như là cầu phúc cầu tài cho toàn thể tất cả các vị khách quý có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Và Thúy Hoàn thì không biết nói gì hơn, và xin được thay lời cảm ơn, thay mặt gia đình thay lời cảm ơn tất cả các vị khách quý có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay với một bài hát Người ơi đến hẹn lại cùng. Người về quê tôi Bắc Ninh, quý bạn người Bắc Ninh nặng nghĩa cao, mái đình làng công gửi trong câu hát, câu hát trao duyên, câu hát mời chào kìa hồi xuân. Thank you.
rồi dùng dặn lại không đi. Trắng đêm dòng sao cười mềm câu hát. Áo khăn này người để lại đây. Cứ vài vài nhớ thương sao mấy câu. Ướt đầm vạt áo chia tay rồi xin hẹn hồi năm sau. Người ơi đến hẹn. Anh Peter Paul tôi nói rõ rồi, là còn chị Diêu Hoàng tôi lúc nãy tôi chưa nói, bây giờ tôi mới nói, cũng là người em của tôi và anh Phó Đức Phương. Anh Peter Paul có hai người anh, đó là anh gì chứ? Anh Phó Đức Phương và tôi Nguyễn Tài Tuệ. Thì hai người anh này nhiều với cái chú em này đấy, ông này làm khổ chúng tôi cũng rất nhiều, làm phúc thì chúng tôi cũng rất nhiều, nhưng mà nói chung là cực kỳ đấy. Thành ra tôi hẳn cảm ơn hai anh chị. Tôi nói rõ không về Thúy Hoàn. Thúy Hoàn hát con nó hay, hát bài hát khác cũng rất hay, nhất là những bài ca của nhạc sĩ Phó Đức Phương tuyệt vời. Thầy nói thế để tuyên truyền cho Phó Đức Phương, và thỉnh thoảng cũng liều hát những bài của tôi và cũng rất thành công đấy. Đấy, hôm nay tôi nói rõ với các chị đây, tôi cảm ơn hai chú em và cô em của tôi. Một lần nữa xin chúc quý vị và hai em mạnh khỏe. Vâng, anh đứng lại đây. Hôm nay là bọn em là rất vui mừng và rất may mắn anh chị coi như là được ghé chân về đây. Em biết là anh ấy, nhiều người muốn mời anh mà thì anh cũng coi như là ngại, anh không đi. Nhưng mà thằng em này đấy thì được anh quý mến quá nhiều. Trong đến nửa thế kỷ này mà em cũng là một người fan, có thể nói là fan coi như là lớn nhất Việt Nam hoặc nhân lớn nhất thế giới với Nguyễn Tài Tuệ. Chỉ cần có hai bài của Nguyễn Tài Tuệ cũng đủ chết. Xa khơi, tiếng hát giữa rừng bắc bó, nghe đi nghe lại nghe hàng vạn lần đấy, vẫn muốn nghe mà mỗi lần nghe đều như là mới. Chỉ cần hai bài của anh đã đủ đấy chưa? Cho nên là một lần nữa rất cảm ơn anh chị hôm nay có mặt là hôm nay nhé. Xin mời nhạc sĩ Nguyễn Trung lên hát với vợ tôi là Thúy Hoàn, một bài của Nguyễn Trung sáng tác và rất nổi tiếng ở Kinh Bắc là Tìm Trong Chiều Hội Liêm. Tôi nói thật với ông An rằng thể nào tôi cũng bắt ông hát với vợ tôi. Cảm ơn, xin cảm ơn Thúy Hoàn và Phó Đức An rất nhiều. Vâng, và hôm nay là quả thật là trong cái bộ trang phục của bọn chúng tôi như thế này hát cái bài này e nó cũng không hợp lắm, nhưng mà với thịnh tình của Phó Đức An bắt buộc tôi phải hát với vợ của Phó Đức An bài này hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời quý vị sẽ cùng đến với tiếng hát của nghệ sĩ Quốc Thái với làn điệu chèo. Vâng ạ, với làn điệu chèo Ơn Cha Nghĩa Mẹ Công Thầy. Xin được mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy, nào ai nhớ được bao ngày tháng năm cuộc đời. Biết mấy gian truân sinh thành dưỡng dục thành thân nên
điệu dân ca quan họ và theo cầu của anh An với bài hát Hoa Thơm Bướm Lượn, và trân trọng gửi tới quý vị qua tiếng hát của chị Hai quan họ. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức và đón nghe. Tình là thương, thương lượn, ô tình là
nàn cỏ hoa nghiêng mình bay la bay đi muông bạch thú thì đâu chỉ ngoài diêu xích bên lòng dạo cành bao hà tháp cái đèn